Dạ em xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 chia sẻ cùng quý cô chú anh chị bãi kiểng của chị Mỹ Linh ở gần với chợ Ba Xe thành phố Cần Thơ ạ. Hôm nay thì chị chia sẻ cùng cô chú anh chị một số cây trang đỏ, trang vàng, tím sen nữa cô chú anh chị nha. Bữa nay thì có một số cây mini nhìn rất là dễ cưng nha cô chú. Nhiều cái tháp vậy á. Cây thì một cốt hết cô chú anh chị nha. Dạ mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho chị Mỹ Linh nè. Bây giờ em xin phép được vào clip và giới thiệu trang hôm nay của chị Linh nha cô chú anh chị nha. Dạ em xin chào chị Mỹ Linh ơi. Chào chị, con dạ. Mến chào cô chú anh chị em. Hôm nay con có về là 20 cặp bao gồm là vàng, tím sen với đỏ. Con giao lưu cùng cô chú anh chị. Con rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Dạ. Số điện thoại của con là 0782 902 388 nha cô chú. Dạ. Cũng số Zalo của con nha cô chú. Con dạ. Giới thiệu cặp số 1 luôn. Mã số 1 là trang vàng nha cô chú anh chị. Cặp số 1 là trang vàng nha cô chú. Cái này thoát thân lùng nha cô chú anh chị ha. Dạ, vành con đo cây này được 9 nha cô chú. Dạ, vành được 9. Cây này 10 cô chú ơi. Dạ. Cây đang cây nào cao trời nhiều luôn cô con chú đo chị. Cây cao là nó 82 nha cô chú. Dạ. Đá ngang được 52. Cây kia lụng hơn nha mà nó xè găng nha cô chú. Dạ. Dạ, cặp số 1 con xin giao lưu là 300.000 con bao ship toàn quốc nha cô dạ, chú. 300.000 một cặp trang vàng cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Nụ nhiều nha cô chú. Đang nụ búp chưa có nở cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 2. Mã số 2 con gắp cây đỏ cây vàng nha cô chú. Dạ. Anh chị nào thích thì ủng hộ con cặp này. Rồi, bạn con đo được 10 cây vàng. Dạ. Cây này có đế cô chú anh chị nha. Cây đỏ thì hoành 10 luôn cô chú ơi. Dạ. Tán ngang 45 nha cô chú. Chiều cao con đo được 1m15 nha cô chú anh chị ơi. Cây vàng mình chưa chỗ bông mà nó nụ nhiều nha cô chú. Dạ. Này đem về dài dài nó nở hết trơn cô chú chị nha, quá trời đẹp luôn. Nụ nè, nhỏ nhỏ nhóc lắm. Đứt được bông rồi nó có nụ. Mã số 2 con xin giao lưu là 400.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ. Được hai màu cô chú anh chị nha. Màu đỏ cộng màu vàng. Dạ. Mã số 2. Dạ rồi. Mã số 3. Số 3 là một cặp trang vàng cô chú anh chị nha. Số 3, một cốt tặng thông nha cô chú. Cặp trang vàng. Rồi, vành 9. Hai chim chọc em cừ. Bên đây mừ nha cô chú. Một cốt hết cô chú anh chị nha. Rồi, tán ngang con đo được 50. Chiều cao 95 nha cô chú. Rồi, mã số 3 con xin giao lưu là 300.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ 300.000 cô chú anh chị nha, một cặp trang vàng. Dạ rồi. Chưa đổi cây này đâu. Anh đau trắng. Rồi mã số 4. Mã số 4. Cây này vót ngọn có chút xíu luôn. Cây này hoành mừ nha cô chú, mắc kẹt cây con đón được mà nó có mừ đó. Dạ. Thoát thân thấp của chị ha. Đây chắc cũng mừ luôn á. Thấy nó ú ú à. Ú, mùa 1 luôn á. Dạ. Nó hoành nó cũng cỡ cây bên đây nha cô chú. Con đón được nó kẹt cây. Chiều cao 1m1 nha cô chú. Dạ.
8040. Cặp trang đỏ mã số 4 con xin giao lưu là 700.000 con ba xiếc toàn quốc nha cô chú. Dạ 700.000 cô chú anh chị nha. Ủng hộ đỏ. Ủng hộ cho con nha cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Đổi cây giùm em ha. Rồi vô mặt bà chủ luôn. À, tiếp theo là mã số 5. Số 5 là cái này thay đổi không khí chút xíu của chú anh chị trang sen á. Hai cái chậu để cho xa xa nhau mới chịu. Nặng khí. Nhìn thấy cưng lắm của chú anh chị. À. Quá trời bông luôn cô chú anh chị. Cái bông nó dúng lại cứ ngắt luôn. Này đo chiều cao đi ha chị. Chị cho khiêm tốn nha. Chào khiêm tốn 56 đi. Cao dữ ha. Này cái tán ngang của nó chắc cả 36 rồi cô chú ơi. Dạ. Cái ngang ngang của nó 36 rồi cô chú. Dạ. Rồi cặp trang sen này mã số 5. Mã số 5 con xin giao lưu là 150 nghe cô chú. Dạ. Con bao ship luôn. 150.000 một cặp cô chú anh chị nha. Cái này mình có cái chỗ nhỏ nhỏ mình để chỗ cái lan can cô chú anh chị. Nhìn đẹp lắm. Cái chỗ là bông lâu tàn lắm nghe cô chú. Dạ. Dạ rồi. Mình đổi cây lớn nha. Đó, hai cái tháp mã số 6. Mã số 6 là trang sen nha cô chú. Dạ. Trang tím sen. Trang tím sen. Dạ. Tím sen. Cái này nhỏ. Cái này có 7 chị ơi. Ốm à. Cái này chắc được 8 quá. Này 8 nha cô chú. Dạ. Cây 7 hoành, cây 8 hoành nha cô chú. Chiều cao con đo được 68. Dạ. Tán ngang được 36 nha cô chú. Rồi cặp tím sen mã số 6 con xin giao lưu là 600.000 con bao ship luôn. Dạ 600.000 một cặp cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Nhỏ mà nó dày đẹp nha cô chú. Ủa 400.000 nha cô chú anh chị em nó lộn. Tí xíu à 400.000 mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 là trang hoàng một cốt nha cô chú. Rồi hoành cái này được 9. Dạ hoành 9. Cái này chắc 10 quá. 10 rồi. Cái này 10 nha cô chú. Rồi tán ngang con đo được là 45. Đang búp quá trời luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao thì 95. Dạ. Mã số 7 con xin giao lưu là 300.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ 300.000 một cặp cô chú anh chị nha. Cây đang bốc bông nha cô chú. Dạ rồi. Cái gì cười đáng à. Hay. Rồi. Hay vậy ha. Cây này đủ ăn nè. Cây này đủ ăn. Nu nặng ha. Rồi nhìn đẹp quá trời luôn cô chú anh chị. Cái dàn xương nó dày quá trời luôn á. Cây này đế dữ, cây này cũ dữ. Rồi cây này con đo được 13.5 nha cô chú. Nó lùng lùng sao nó lớn nó hoành quá. Mã số 8 nha cô chú. Cây này có đế. Cũ đẹp cô chú chị nha. Ngày hoành con đo được 10. Dạ, cây này có đế cô chú nha. Nó có đế, nó có cũ nha cô chú. Ồ, cây này đẹp nè, cây này cũng đẹp hết. Mà ta nó lùng thôi chứ, nó giống con. Lùng nó có đế nha cô chú. 72 chiều cao nghe cô chú. 8050. Dạ. Dạ cây mã số 8 con xin giao lưu là 800.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ mã số 8 là 800.000 cô chú anh chị nha. Cặp à. Nha cô chú. Dạ. Một cặp này chỉ có 800 thôi nha cô chú. À, cái form này vô chỗ. Đế đẹp nha cô chú. Hoành tới 14 lần đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Cái này siêu mini. Mini nó dày cái nè, đẹp cái nè. Cái nhỏ ở vậy, vậy tàn nghe cô chú. Tàn tròn do luôn á cô chú. Cái ngắt dạ. Mã số 9 là cặp tím sen nha cô chú anh chị. Một cái tháp với một trái đất. Dạ. Tả khỏi suy nghĩ nữa. Nhưng hay nữa.
Rồi hoành con đo được 6 cây bên đây. Này tròn tròn cái cương này cũng giống vậy vậy chị ơi. Không thấy mất tiêu rồi. Cây này được 7 chị ơi, cây 6, cây 7 nha cô chú anh chị. Cây này tròn đã lắm. Cây tròn hơn thì hoành được 7, rồi cây nhỏ hơn được 6. Cây này tròn do. Rồi chiều cao con đo được 52 nha cô chú. Này về mình cắt cái này đó là hình trái banh. Tán ngang 48, cây bự cây tròn nha cô chú. Cây này nhỏ hơn nha cô chú. Rồi cặp tím sen mã số 9 con xin giao lưu là 350 con bao ship. Dạ 350.000 một cặp cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Áo trắng, anh áo trắng đổi anh áo trắng đi. Dạ mã số 10. Số 10 nha cô chú. Dạ một cặp hai giống nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn. Rồi hoành con đo cây đỏ được 12 nha cô chú. Dạ hoành được 12. Cây ní nị thì cây này nhỏ rồi. Cây này có 9 rồi nha cô chú. Dạ. Cây chanh vàng. Cây chanh vàng, cây chanh nhỏ đỏ. Nhỏ chứ siêu bông luôn cô chú chị nha. Nhỏ chứ nụ nhóc nè. Rồi chiều cao con đo được 95 nha cô chú. Dạ. Tán ngang thì được 40. Rồi cặp trang mã số 10 là một cây đỏ cộng một cây vàng nha cô chú. Dạ hai cây. Hai cây. Rồi. Rồi con xin giao lưu là 600.000 con ba xiếc toàn quốc. Dạ 600.000 cô chú anh chị nha, 600.000 một cặp. Dạ rồi. Mã số 11. Dạ hoặc. Mã số 11 nha cô chú chị nha. Mã số 11 là cặp trăng hoàng nha cô chú. Dạ. Ngành này chín cô chú ơi. Cây bên đây chín. Cây bên đây cũng chín luôn đi cô chú ơi. 9,5 con tên chín. Tán ngang 48 nha cô chú anh chị. Cây này nhỏ mà bông quá trời luôn cô chú anh chị. Chiều cao 80. Nó nụ quá. Nụ. Nụ ra nhiều đứt được bông rồi nụ. Dạ. Nhiều lắm cô chú ơi. À. Mã số 11 cặp chân hoàng con xin giao lưu là 300.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ 300.000 một cặp cô chú anh chị nha. Mã số 11. Dạ rồi. Đói nó trắng rồi. Tiếp theo cặp đỏ nghe cô chú là mã số 12. Dạ mã số 12. Cây đỏ một cây tím sen. Tàn tròn đều đẹp luôn cô chú anh chị nha. Nhỏ cái... mà có đế cây đỏ nghe cô chú, cây tím sen cũng có luôn. Dạ. Đó chị, nó đế. Đó, nguyên một bệ cũ luôn cô chú anh chị nha. Cái này cũng giữ có luôn nè. Ừ. Nhỏ nào mà không có đế. Dạ đo em luôn chị. Rồi hoành con đo cây này được 10 nha cô chú. Cây đỏ. Cây tím sen nó mắc cây rễ sao đo đây. Tính 8 đi cô chú ơi. Cây dạ. Bên đây 8. Cây tím sen 8, cây đỏ 10. Cái tàn thùm lum luôn cô chú anh chị nha. Chiều cao được 59 nghe cô chú. Dạ, cao 59. 8042. Dạ, cặp mã số 12 con xin giao lưu là 600.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ, 600.000 mã số 12 cô chú anh chị nha. Cây đỏ cộng cây tím sen. À, dạ rồi. Một cặp hai giống luôn. Rồi, đổi đi anh ơi. Tiếp theo mã số 13 là trang đỏ nha cô chú. Dạ một cốt tàn thông luôn cô chú anh chị nha. Nghe nó đế ghê hả? À, nhỏ nhỏ đế ghê thiệt. Có củ đế nữa cô chú anh chị nha. Ngày đế quái quái luôn nha. Dạ rồi. Cây này thoát thân thì thấp nha cô chú anh chị. Rồi, hoành con đo được 11 nha cô chú. Dạ, hoành được 11. Cây bên đây, còn cây bên đây chắc mừ quá. Cây bên đây mừ luôn cô chú ơi. Dạ.
Rồi, tán ngang được 40 nha cô chú. Chiều cao thì 1 mét. Chiều cao 1 mét, tán ngang 40. Rồi, cặp trang đỏ mã số 13, con xin giao lưu là 700 ngàn, con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ, 700 ngàn thôi cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 14. 14. Một cặp cũng hai giống luôn cô chú anh chị nha. Trang đỏ với lại trang vàng. Trang đỏ với trang vàng. Hai giống mà chị có. Cái mặt này. Cái này một kìa. Chưa được. Cái khoảng chín quá. Ờ đúng ta. Còn được chín nha cô chú. Quay cũng thua gì người quán nào. Đây mừng nha cô chú. Rồi, tán ngang con đo được 40, cái vàng tán ngang nó bự hơn nha cô chú. Vàng tán ngang tới 60 lận. Cái vàng này đang bông búp nhiều lắm. Rồi, chiều cao 1 mét đó nha cô chú. Dạ. Cái vàng nó bông đẹp nó hết biết nụ rồi cô chú. Cưng à. Nụ dữ lắm, nụ lắm cô chú chị nha. Đứt được bông nó ra nụ vậy đó. Rồi, mã số 14. Con cộng một cây vàng, một cây đỏ. Con xin giao lưu là 600 ngàn, con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ, 600 ngàn mã số 14 nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi, mình đổi cây luôn nha. Này cô chú anh chị ưng ý, cặp nào thì mình tháo đúng mã số cho bà chủ nha cô chú anh chị nha. Dạ, hai cái kim tự tháp nha cô chú. Là tím sen nha cô chú, hai cây. Dạ. Một cặp. Rồi, hoành con đo cây này được 9. Dạ, hoành được 9 nha cô chú anh chị. Cái nhỏ rồi, cái này chắc 7 gữ. Cái này 7 gữ cô chú ơi. Hay quá. Cái này xương của cây ngắt luôn á cô chú anh chị. Rồi, tán ngang con đo được 57. Chiều cao 64 nha cô chú. Dạ. Nó nhỏ mà nó dày nha cô chú, đẹp lắm. Rồi, cặp tím sen mã số 15, con xin giao lưu là 450. Dạ, 450 một cặp cô chú anh chị nha. Dạ rồi, đổi luôn nha bà chủ ơi. Đó là nâu trắng rồi. Dạ. Tiếp theo cặp 16 nha cô chú, cũng tím sen luôn. Cái này là hàng mini nha cô chú anh chị, cũng tàn thông gió ngầu này 7 chú ha. 7 chị ơi. Cái bên này nhỏ. Cái này 5 mà. Dạ. Cái này 5 cô chú ơi, nhỏ quá à. Tính khỏi đo đi. Ủa 6 rồi, 7 rồi. Hơn rồi. Cây đừng cây 7 hoành, cây 6 hoành nha cô chú. Rồi, chiều cao 67. Tán ngang con đo được là 35. Cặp tím sen mã số 16, con xin giao lưu là 400 ngàn, con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ, 400 ngàn một cặp cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mã số 17. Con Thái hả? Rồi, hoành con đo cây này được 7. Dạ, hoành 7. Hồng phấn thái gì nha cô chú. Dạ. Rồi cây này được 8. Hoành cây 8, cây 7 nha cô chú. Có mặt bông nè cô chú anh chị. Nó không có giống như cái màu hồng hồi nãy. Rồi, chiều cao con đo được 75. Tán ngang được 35. Cặp hồng phấn thái gì đó. Dạ. Con giao lưu là 400 ngàn, con ba ship. Cái màu này như thế nhợt nhợt hơn. Ừ. Dạ. Phân thái vậy đó cô chú ơi. Nhìn đẹp quá trời luôn cô chú anh chị nha. Mã số 17. Mã số 17 nha cô chú. Rồi 18. 18 là cặp trang hoàng. Cái này có cũ nha cô chú. Rồi sao đây. Hoành mừng nha cô chú. Dạ. Cây bên tre đây thì chín cô chú ơi.
cây này quá trời bông luôn cô chú. Tán ngang 35. Chiều cao như đây. Chiều cao là 1m05 nha cô chú. Dạ búp búp nhiều lắm cô chú anh chị nha. Dạ mã số 18. Mã số 18 con xin giao lưu là 300.000 nha cô chú. Dạ 300.000 một cặp số 18 cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 19. Dạ, mã số 19. Cùng cặp trăm vàng luôn cô chú ơi, cỏ dữ. Rồi, quanh con đo cây này được 8. Dạ, quanh được 8. Cái này có củ nữa cô chú anh chị nha. Bên đây cũng 8 cô chú ơi. Dạ. Mã số 19 con xin giao lưu là 200. 200.000 con bao ship nha cô chú. Dạ, 200.000 một cặp trang vàng cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Rồi đổi đi nâu trắng rồi. À, mã số 20. 20 cũng là cặp cuối clip nha cô chú. Dạ. Con cộng cây đỏ, cây vàng nha cô chú. Dạ, một cây cao cây thấp luôn cô chú anh chị nha. Nó hết vô với ai sức rồi đưa vô luôn. Rồi cây màu vàng con đo hoành được 11 nha cô chú. Dạ, hoành được 11. Cây đỏ này cũng 11 luôn cô chú ơi. Dạ. Cây hoành tương xứng luôn ha. Rồi, tán ngang được 45. Cây đỏ thì tán ngang lớn hơn nha cô chú mà chiều cao thấp hơn. Dạ. Cây đỏ chiều cao được 72. À, một. Còn cây trăng vàng con đo chiều cao thì được 1m05 lận nha cô chú. Một cặp mã số 20 con xin giao lưu là 600.000 con bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ 600.000 một cặp 20 nha cô chú. Cây đỏ nó dày đẹp nha cô chú. Dạ. Dạ rồi. Ủng hộ con nha cô chú anh chị ơi. Dạ số điện thoại thì có trên phần mô tả với phần tiêu đề cô chú anh chị nha. À, mình ưng ý cặp nào thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Mỹ Linh nha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Con mến chào cô chú anh chị luôn. Dạ. Cô chú anh chị ủng hộ cho con nha cô chú. Dạ em cảm ơn chị đã chia sẻ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Em xin chào hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau nha.